Trong ca điều khoản 12 nguyên 3 là một chút các trọng tài chủ đưa được thân đấu. Bắt đầu. Hết giờ đấu là một đội lên góc hoàn toàn, không nhận góc thẳng tay một điểm. Thank you.
Trận đấu giữa quân Đà Nẵng và Phóng viên Phong Thảo Canh là một